Sau quãng thời gian làm giám đốc kỹ thuật cho câu lạc bộ Bình Phước thì bây giờ ở mùa giải năm nay, Minh Phương được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng và như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà sổ số Kiến Thiết Cần Thơ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, còn các cầu thủ Bình Phước trong trang phục áo đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Lại là một đường chuyền của Vũ Phong rất chính xác. Cơ hội dành cho Bình Phước, pha bằng giá rất xa của Lê Văn Hưng. Rất may là không có một pha xử lý gọn gàng hơn của các cầu thủ Bình Phước. Vẫn đang là Huỳnh Kim Hùng, Phan Đình Hiếu, Huỳnh Kim Hùng. Cơ hội, cơ vào. Bóng đã tìm đến vị trí của Huỳnh Tấn Hùng, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ ma số 16, bóng đã đi không đi trúng khung thành của thủ môn Ngô Văn Nhật. Liên tiếp là những tình huống phải băng ra rất xa khung thành của cả hai thủ môn. Ngô Văn Nhật đã với bóng, vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Huỳnh Tấn Hùng. Một pha xử lý hơi vội vàng. Đã gắn bó với đội bóng đất Tây Đồ mùa giải năm ngoái, vẫn còn một pha lên bóng rất tốt của Bình Phước. Ôi! Và áp sát của Phan Công Quỳnh Anh. Cơ hội hiếm hoi dành cho tiền đạo ma số 99. Một pha tấn công rất có nét của Cần Thơ. Đường chuyền cắt mặt vào phía trong rất khó chịu. Nhưng mỗi khi đến khu vực 16m50 thì họ thường xuyên gặp khó khăn. Rất nhịp nhàng, căng ngang. Đường chuyền vừa rồi là của Huỳnh Kim Hùng. Huỳnh Kim Hùng cũng là một trong số những cầu thủ chơi nổi bật bên phía sổ số Kiến Thiết Cần Thơ trong hiệp 1. Đường căng ngang là hơi sâu của Huỳnh Kim Hùng. Một đường chuyền ngang không tốt. Cơ hội dành cho sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Thanh Long rất nguy hiểm. Pha đi bóng và dứt điểm rất tốt của Trần Thanh Long. Ngô Văn Nhật đã chơi xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Xuất phát từ một đường chuyền sai của Lê Thanh Phong, suýt chút nữa thì Bình Phước đã phải trả giá. Rất nhanh, phản công dành cho Cần Thơ. Hơi non. Đường chuyền sửa lưng hơi non, sai lầm của thủ môn Ngô Văn Nhật. Ôi, cơ vào. Rất may cho Bình Phước. Pha áp sát vừa rồi của Dương Văn An. Ngô Văn Nhật băng ra phá bóng trúng chân đồng đội, nhưng rất may bóng đã không đi vào khung thành. Chúng ta cùng xem lại ở một góc máy toàn. Bóng đập chân của trung vệ Hồ Đăng Lưu. Rất may cho Bình Phước. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn không đi vào khung thành của Bình Phước. Pha dứt điểm vừa rồi là của Bùi Hoàng Mỹ. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm của Bùi Hoàng Mỹ. Rất xa. Vẫn đang là Thanh Long. Những pha pressing tốt của Cần Thơ. Rất trống trải. Cơ hội căng ngang. Tỷ số được mở dành cho Cần Thơ. Đúng như những gì mà chúng tôi đã dự đoán, bàn thắng đến với đội chủ nhà chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Người ghi bàn là Dương Văn An. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Đàng đã phát huy tác dụng. Nhưng trước đó phải kể đến tinh thần thi đấu tuyệt vời của đội chủ nhà. Bàn thắng này Dương Văn An dành tặng cho Cao Minh Tạo. Một tinh thần đồng đội hết sức tuyệt vời của các thủ sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Động tác giả rất tốt của Phạm Văn Luân. Người đưa bóng vào là Phạm Đình Hiếu. Và Dương Văn An với một pha dứt điểm rất tốt của mình đã giúp cho Cần Thơ khai thông được thế bế tắc. Thanh Long. Và chọc khe của Thanh Long. Ôi, không vào. Bóng vừa chạm cột dọc. Lại là pha dứt điểm của Dương Văn An. Rõ ràng sau khi vào sân thì Dương Văn An đã thổi một luồng sinh khí tươi mới trong lối chơi tấn công của sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Pha di chuyển tuyệt vời. Bóng đập cột dọc. Và rất may là không đập vào người của Ngô Văn Nhật. Cả hai bàn thắng ghi bàn vào lưới Đắk Lắk thì Hoàng Ngọc Hùng đều tung ra những pha dứt điểm bằng đầu. Trần Thanh Long. Cơ hội 2-0 dành cho sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên.
Dương Văn An đã rơi vào thủ thế việt vị. Lại là một pha phối hợp giữa Thanh Long và Dương Văn An. Một pha bóng nhanh. Dứt điểm. Và sút xa của Phạm Văn Luân. Đã có lỗi. Trọng tài xác định đã có lỗi của một cầu thủ bên phía sổ số Kiên Thiết Cần Thơ. Đó là chiếc thẻ vàng thứ hai của trung vệ Bùi Hoàng Mỹ. Như vậy đội chủ nhà sẽ chỉ còn thi đấu với 10 người trong khoảng hơn 5 phút còn lại mà thôi. Một pha chơi bóng rất tiểu xảo của Bùi Hoàng Mỹ. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Đang sẽ là nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội. Gần như chắc chắn là như vậy bởi đối thủ của Hà Nội chỉ là câu lạc bộ Đồng Tháp. Như vậy là trọng tài Khổng Tam Cường đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân vận động Cần Thơ. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng với tỷ số 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Dương Văn An, cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2.